Nhưng mà anh Thuận không hát thì anh Thuận nhường cho anh Thành Tươi. Thì giờ đây em xin mời tiếng hát Thành Tươi. Sau tiếng hát Thành Tươi là sẽ khép lại chương trình trong buổi tối trong ngày hôm nay. Rồi em mời anh. Còn bao ngó thì anh xin dọn trái tim này để cho anh mặc tình dài xéo dù nặng trêu trái tim à. Yeah.
âm. Cảm ơn ai chúng ta đã là khách mời của anh. Và bài hát vừa rồi cũng đã kết lại chương trình Trên Đài Giao Lưu Đồng Tử Cải Lương của câu lạc bộ Tiếng Việt Tâm. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức chương trình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã đến giao lưu. Và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em chúng ta vào thứ ba tuần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và cũng xin chúc cho tất cả các anh chị em chúng ta cũng như bà con nói sớm một đêm về con nhất. Xin chào tạm biệt.